Hello, chào các bạn ha. Nếu các bạn học được cái khóa Power App của mình á thì các bạn sẽ nhận được gì ha? Đầu tiên các bạn sẽ làm được một cái app kiểu như thế này ha. Thì cái app này này, khi các bạn làm thì sẽ thêm dữ liệu mới này, hiển thị dữ liệu này, rồi sẽ tìm kiếm dữ liệu này ha. Rồi thuộc hết toàn bộ các cái thuộc tính ở đằng trong này này, theo các cái màn hình này, rồi container ha. Rồi cái chương thứ hai khi mà các bạn học á thì các bạn sẽ làm một cái app liên quan đến là scan ha, scan QR code ha. Thì cái này giúp cho các bạn khi mà có chứng từ thì nó sẽ lấy hết các cái thông tin cho chúng ta và lưu trữ xuống phần SharePoint đây của chúng ta ha. Đây ha, lưu trữ xuống SharePoint cho chúng ta ở đây ha. Rồi tiếp tục qua cái app thứ ba là các bạn học được để có tư duy để làm một cái app sau này, giống giả sử khi các bạn học nâng cao để làm một cái app mà có tính liên kết giữa các bạn, các trường, ví dụ như order này, order là đặt hàng ha, rồi tên sản phẩm ha, rồi order product ha, rồi order null ha, thì các bạn sẽ hiểu được là data relationship trong Power App nó như thế nào ha. Thì cái app này giúp bạn hiểu được cái gì? Thứ nhất là khi mà chọn cái này này thì nó sẽ hiển thị các hợp đồng này và thêm mới vào này. Đó, thêm mới vào này, được chưa? Rồi ghi chú đơn hàng này. Đó, được chưa? Đó, nó sẽ ghi thông báo thành công cho chúng ta này, rồi chúng ta update trạng thái này, nó cũng thông báo cho chúng ta này. Đó, được chưa? Rồi giả sử như qua cái này, này ha, rồi sau đó nó sẽ lưu trữ xuống phần data cho chúng ta ở đây ha. Đây, các bạn sẽ thấy này, order đây ha, nó sẽ lưu trữ cho chúng ta. Được chưa? Rồi cái app thứ ba, sau khi học xong cái app này chúng ta cũng hoàn thành cơ bản rồi đó. Nếu các bạn có nền tảng cơ bản nâng cao liên quan đến Excel mà thiết kế các cái file để mà nhập liệu bằng Excel thì các bạn có thể áp dụng bằng cái này để nhập liệu ha. Nhưng đều về làm sao cho đẹp á thì chúng ta sẽ làm sao để cho người ta nhập được đã ha. Rồi tiếp tục này, sau khi mà làm xong á, thì các bạn sẽ chuyển qua làm một cái app liên quan đến update chứng từ ha. Thì cái app này giúp bạn làm được cái gì gì? Thứ nhất là sẽ ghi nhận cái tên này, tên thư mục, giả sử như chứng từ ha, chứng từ A 123 ha. Rồi sau đó thêm chứng từ vào này, giả sử như mình muốn thêm bao nhiêu chứng từ được hết ha. Đó, được chưa? Đó, được chưa? Rồi bấm tải lên thì nó sẽ báo thành công đây cho chúng ta này. Đó, được chưa? Rồi sau đó ở đây nó sẽ có một cái luồng dữ liệu cho chúng ta để chúng ta biết được ha. Đây ha, đây là cái luồng công việc để mà chạy để lưu chứng từ từ trên xuống dưới này cho các bạn này chuyển đổi này ha. Rồi sau đó nó mới bắt đầu lưu xuống đây cho chúng ta trong cái tài liệu ha. Rồi trong đây này các bạn thấy không, chứng từ 123 này mình vừa lưu xong ha. Thì đó là cái nội dung học Power App cơ bản của mình. Nếu các bạn thấy hay thì ghé thăm và mua ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ nha. Đó, rồi đây ha, đây là nơi bán khóa của mình, thì mình giới thiệu qua một xí. Đây là khóa của mình ha, thì ở đây nó sẽ có những cái khóa cơ bản trước ha, sau này sẽ có những cái khóa nâng cao cho các bạn. Thì về Power BI thì mình cũng có cái ứng dụng này này, thường rất là hay này, các cái Power BI ứng dụng thì mình thấy hai cái này là hay nhất ha. Rồi ngoài ra thì mình cũng bán file, thì bạn nào mà làm liên quan đến kế toán á thì nên mua cái file này ha, để làm ngân sách cho công ty ha. Và các bạn sinh viên á nên hiểu cái này và nghiên cứu cho kỹ nha, với giá chỉ có 399 ha, của một cái anh làm finance manager thiết kế cho mình ha. Rồi ngoài ra khóa học thì mình có đầy đủ, ví dụ như Gen AI thì nó sẽ giúp cho các bạn là có tư duy sử dụng prompt engineering để nâng cao cái năng suất của chúng ta trong vấn đề công việc ha. Còn những cái tool thì báo cáo thì có Tableau ha, rồi Power BI, rồi VBA ha. Rồi chúng ta có tin học văn phòng thì sau này mình sẽ để tin học văn phòng trong này ha, SQL Data Analyst hay gì đó ở đây hết ha. Rồi nếu các bạn ghé thăm blog thì sẽ có những cái phần mà các bạn có thể là đọc ở đây giùm mình ha. Ok ha. Rồi ngoài ra thì sẽ có những cái low code ở đây ha cho các bạn, được chưa? Còn file mẫu thì mình sẽ làm dựa trên nguyên tắc là theo lĩnh vực business, ví dụ như là kế toán này, rồi sale này, marketing này ha. Thì mình để marketing và sale vô một chỗ ha. Rồi cảm ơn các bạn, nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Đây là app của chúng ta nha các bạn. Đó, app sheet ha. Đó, được chưa? Đó, được chưa? Đó, đây là app của chúng ta này. Thì sau khi mà các bạn làm này này, các bạn bơn nó lên, bơn lên trên này này. Đó, được chưa? Mình bơn lên đi ha. Thì ở đây này nó sẽ hiển thị cái app của chúng ta lên. Tắt đi nha. Đây. Close đi. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ có một cái app sheet ở đây.
Ok, áp hợp đồng ha. Áp hợp đồng này, được chưa? Thì các bạn muốn đổi cái giao diện này thì tới cái khóa nâng cao các bạn sẽ được học ha. Đó, được chưa? Thì giả sử tải chứng từ này, chứng từ này, 344 này, được chưa? Tên chứng từ đi, chẳng hạn. Ha. Mình giả sử thôi. Giả sử thêm thêm quyển sách đi. Là mình thêm cái này đi. Rồi, tải lên xem nó có được không nha. Ok không? Ok này. Đó thì cái này nó tải hơi lâu vì sao? Đó, rồi ha, nó tải đã ok rồi đấy. Thì chúng ta vô đây kiểm tra xem nha. À, xem nó có tải lên được không nha. Thì về lát này. Đó, 456 này. Đó, nó tải lên cho chúng ta đây rồi ha. Cảm ơn các bạn ha. Thì các bạn nhớ vô YouTube của mình đăng ký để sau này mình đưa ra những cái bài tập liên quan đến là Python SQL này nọ ha. Thì sau khi mình làm hết toàn bộ các khóa học thì mình sẽ làm phần đó cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và chia sẻ nha. Cũng như vào đây đăng ký khóa học của mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.